dòng đời cay đắng trêu khách nhà hồng. Nhìn về phương ấy thêm càng đau lòng, và đau binh máu xương lan tràn mắt lệ nhòa. Qua hẹn núi trôi bấm bên quê người, thôi nhắc chi thêm buồn, phận số đã định rồi. Vì lòng ta tắm gieo nhiều phiền, nàng đau binh chiến tranh không còn để đôi mình mơ về chúng xưa với bao tâm. Khuyên chị nên gác lại một bên đừng nhắc nữa, vì nó thuộc về dĩ vãng. Ý kìa, trong tay của chị đang cầm gì đó, thơ phải không? Thơ gì đó chị? À, thơ này là của ai? À, em biết rồi, của ai đó gửi cho chị phải không? Đưa em xem nào. Không phải, đêm rồi chị nằm mộng thấy một người tuấn tú nho phong từ trên mây hiện xuống loan phòng rồi cầm tay chị, cả hai cùng ung dung dạo bước. Như vậy là em biết rồi, vậy là chị của em đã theo người trong mộng, ngao du nơi non bồng nước nhược, và tay trong tay hẹn chuyện châu trần. Nghe chị kể mà em say sưa. Cái con nhỏ này kỳ ghê hả? Xa hồng thấy chàng tiên nào đang rước em đi, đúng là cơn mơ tình ái lạ kỳ. Nè nè, không tin thì thôi, cứ sao em kêu chị, không khéo người ta dị nghị. Dị nghị gì em chẳng có sợ đâu, lứa tuổi thanh xuân em phải lấy chồng mà. Sống đường qua đời còn ai mà cấm đoán. Em đừng nói càng người ta nghe thì cười chết. Chị ơi, em còn chị đây là người quý yêu hơn hết. Bài thơ này chị cô như trong giấc mơ. Rồi em sẽ đọc và dịch bài thơ. Thôi được rồi, em đọc và dịch thử cho chị nghe coi nào. Được rồi, chị nghe em đọc nè nha. Ừ. Trang sinh hiền mộng mơ hồ điệp, dòng đê xuân tâm thác đồ khuyên. Trời hay quá, thương hài nguyệt minh châu hữu lệ. Ai vậy? Nè, Quân đâu? Làm cái gì mà ầm ầm trong đó vậy hả? Để cho ta làm thơ nghe không? Lam điền ngọc noàn, ngọc sinh yên. Chỉ biết ai làm rối rồi. Quân sĩ đâu? Lôi đầu tên nào gây rối ở trại giam ra đây cho ta. Lôi cổ nó ra. Lại làm gì vậy? Làm gì lâu kéo vậy? Gì? Ngươi làm gì ầm ầm trong đó hả? Lấy củi, chẻ củi. Cái gì? Ngươi nấu nướng gì trong đó? Dạ, pha trà để cậu tôi làm thơ. Bọn ngươi bị ta bắt, bị giam mà làm thơ à? Thơ gì? Thơ yêu nước, thơ xây đời, thơ than trời và thơ trách đất. Tạo quá chẳng không bằng, thế thời dời đổi khiến ông ra thành, lẫn lộn vàng thau ngọc đá như nhau. Văn thư phú quả cậu tôi tột bực, cao quá đụng mày nên bị nhốt vào đây. Người đừng